Giới chức Ukraine cho biết các cuộc không kích chưa từng có của Nga vào thành phố Lviv là dấu hiệu cho thấy chiến sự đã leo thang đến khu vực phía Tây. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Nga không kích lớn chưa từng thấy, chiến sự lan đến phía Tây Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói nguồn lực quân sự của Kiev gần như cạn kiệt. Ukraine nổi giận với đề xuất nhượng bộ lãnh thổ với Nga để được vào NATO. Nga không kích lớn chưa từng thấy chiến sự lan đến phía tây Ukraine. Giới chức Ukraine xác nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào tỉnh Lviv ở phía tây Ukraine đã khiến ít nhất 19 người bị thương, trong đó có một nạn nhân 10 tuổi và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Theo ông Maxim Kodiesky, người đứng đầu chính quyền quân quản khu vực Lviv, các cuộc không kích khiến 5 người phải nhập viện. Ông Kodiesky xác nhận lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ một trong những tên lửa hành trình của Nga phóng tới khu vực phía Tây. 6 tên lửa khác không bị đánh chặn. Nga đã tấn công khu vực của chúng tôi bằng tên lửa hành trình trong khoảng thời gian từ 5 giờ 20 đến 5 giờ 30. Ông Kodiesky nói, đồng thời cho biết ít nhất 40 ngôi nhà đã bị hư hại. Truyền thông địa phương nhấn mạnh đây là cuộc không kích có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào tỉnh Lviv kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Tỉnh Volin lân cận cũng bị tập kích. Giới chức địa phương xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Các quan chức cũng cho biết một cơ sở công nghiệp ở thủ phủ Lutsk, tỉnh Volin đã bị tấn công. Thống đốc Yuri Pohuliako xác nhận một số người cũng phải nhập viện. Nhà sản xuất vòng bi công nghiệp SKF của Thụy Điển cho biết, nhà máy của họ ở Luz bị trúng tên lửa, khiến 3 nhân viên thiệt mạng. Đoạn video do cơ quan ứng phó khẩn cấp của Ukraine công bố cho thấy lực lượng cứu hộ kéo một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát. Reuters xác nhận địa điểm bị tấn công là nhà máy SKF. Cuộc tập kích tên lửa vào Volin và Lviv làm dấy lên nhiều lo ngại vì hai khu vực này giáp biên giới Ba Lan và cách tiền tuyến hàng trăm km. Các cuộc tấn công thường ít xảy ra ở phía Tây hơn so với tiền tuyến ở phía Đông và Nam cách biên giới Ba Lan khoảng 70 km, Lviv nằm ngay ngưỡng cửa của NATO. Vì vậy, nếu xung đột diễn ra ở đây, nó có thể gây ra hậu quả mang tầm quốc tế. Lviv cũng là thành phố quan trọng nhất của Ukraine ở khu vực phía Tây. Khu vực này đóng vai trò là tuyến đường cung cấp vũ khí quan trọng cho quân đội Ukraine, đồng thời giúp Kiev đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Moscow. Thành phố này đã tránh được phần lớn các cuộc không kích của Nga cho đến tháng 7, khi 7 người thiệt mạng do một tên lửa lao vào một tòa trung cư thành phố này thường được coi là nơi trú ẩn an toàn khỏi xung đột. Một số văn phòng chính phủ chuyển đến đây và các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng đặt cơ sở tại đây. Đây cũng là một điểm trung chuyển cho những người tị nạn Ukraine trên đường đến Ba Lan và các khu vực khác. Đây là những khu vực trên lãnh thổ Ukraine, nơi hàng trăm triệu người đang tìm kiếm sự an toàn và nơi ẩn náu khi chạy trốn khỏi chiến dịch quân sự của Nga. Denis C. Brown, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, cho biết. Các cuộc tấn công vào khu vực phía Tây Ukraine diễn ra khi Ba Lan tổ chức cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong nhiều thập niên. Đây được xem là động thái phòng thủ của Ba Lan khi căng thẳng gia tăng ở biên giới giữa quốc gia NATO này và đồng minh chủ chốt của Nga là Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói nguồn lực quân sự của Kiev gần như cạn kiệt. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các nguồn lực quân sự của Ukraine gần như đã cạn kiệt trong khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow cho thấy không gì trên chiến trường là bất khả xâm phạm trước vũ khí Nga. Không chỉ là lực lượng vũ trang Ukraine mà toàn bộ phương Tây đang đối đầu với Nga. Gần đây đã có thêm một số quốc gia từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia cùng phương Tây. Ông Sagu nói, các cố vấn nước ngoài đang sử dụng quân đội Ukraine để vạch xa và điều chỉnh các kịch bản khác nhau cho hoạt động quân sự liên quan đến vũ khí phương Tây mà không phải chịu thương vong trong chính quân đội của quốc gia họ nhưng các nguồn lực của Ukraina gần như cạn kiệt. Việc triển khai vũ khí phương Tây và các phương pháp được cho là tiên tiến của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không thể mang lại cho Ukraine ưu thế. Không có gì trên chiến trường vào thời điểm này là duy nhất hoặc bất khả xâm phạm trước vũ khí của Nga. Quân đội Nga sẵn sàng chia sẻ những đánh giá về điểm yếu của thiết bị phương Tây với các đối tác của Moscow. Chiến dịch quân sự đặc biệt đã chứng minh là một phép thử nghiêm túc đối với quân đội Nga. Chúng đã nhanh chóng giải quyết các vấn đề thách thức về tổ chức, kỹ thuật và hoạt động trong một thời gian rất ngắn nga đã tăng cường sản xuất tên lửa và pháo thiết bị bọc thép và vũ khí không người lái nhu cầu cấp thiết phải tăng cường sản xuất thiết bị quân sự và đạn dược trong bối cảnh hứng chịu các biện pháp trừng phạt của phương tây đã tạo thêm động lực cho nỗ lực hạn chế nhập khẩu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng ông shoigu cáo buộc kiev sử dụng thỏa thuận ngũ cốc ở biển đen làm vỏ bọc để bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của nga dự trữ nguồn vũ khí và đạn dược đáng kể ở odessa và các cảng khác ở biển đen đồng thời khởi động việc sản xuất xuồng không người lái gần các địa điểm lưu trữ ngũ cốc ông shoigu nói các xuồng không người lái này đã được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở crimea mỹ từng coi việc sử dụng bom đạn chùm là một tội ác chiến tranh nhưng giờ đây họ đang mắc phải sai lầm này ở ukraine nga đã hạn chế sử dụng loại đạn này vì lý do nhân đạo tuy nhiên quyết định có thể được xem xét lại lịch sử đã một lần nữa chọn nga làm động lực thúc đẩy lợi ích của đa số các quốc gia độc lập giống như trong thế kỷ trước việc hồng quân đánh bại chủ nghĩa phát xít đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho phong trào chống thực dân trên toàn thế giới giờ đây sự thất bại của chủ nghĩa tân phát xít sẽ trở thành một yếu tố trong việc chống lại chủ nghĩa thực dân mới ông shoigu nói bộ trưởng cáo buộc phương tây kích động các cuộc xung đột cục bộ trên khắp thế giới làm gia tăng căng thẳng xung quanh đài loan trung quốc thông qua các phương pháp tương tự từng được sử dụng để gây bất ổn tình hình xung quanh ukraine Moscow dự định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Sự hợp tác với Nga, với Triều Tiên là vì lợi ích cốt lõi của người dân hai nước và không tạo ra mối đe dọa cho bất kỳ ai. Nga cũng sẽ mở rộng hợp tác quân sự và kỹ thuật với các nước châu Phi. Những quốc gia cần có lực lượng vũ trang tiên tiến, được huấn luyện và trang bị đầy đủ, có khả năng ứng phó với các thách thức và mối đe dọa đối với an ninh của họ. NATO đã tăng cường đáng kể các hoạt động quân sự kể từ khi Phần Lan gia nhập liên minh Moscow sẽ đáp trả phù hợp trước các mối đe dọa và nỗ lực khiêu khích, đặc biệt bằng cách tăng cường an ninh của nhà nước liên minh Nga-Belarus. Đừng ai ảo tưởng rằng có thể gây thiệt hại cho lợi ích của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukraine nổi giận với đề xuất nhượng bộ lãnh thổ với Nga để được vào NATO Ukraine coi đề xuất nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy tư cách thành viên NATO là không thể chấp nhận được người phát ngôn bộ ngoại giao ukraine oleg nikolenko khẳng định bất cứ ý tưởng nào về việc ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ để được kết nạp vào nato là không thể chấp nhận được chúng tôi luôn quan niệm rằng cũng như ukraine không có chuyện trao đổi lãnh thổ sự tham gia có ý thức hoặc vô ý thức của các quan chức nato trong việc định hình câu chuyện liên quan đến khả năng ukraine từ bỏ lãnh thổ của mình sẽ có lợi cho nga ông nikolenko nhấn mạnh ông nói thêm việc thảo luận thúc đẩy chiến thắng cho ukraine và kết nạp ukraine và nato mới thực sự mang lại lợi ích cho an ninh châu âu đại tây dương người phát ngôn bộ ngoại giao ukraine nhấn mạnh kiev tiếp tục hợp tác với nato để đạt được những mục tiêu này bình luận trên được đưa ra sau khi stian jensen giám đốc văn phòng tổng thư ký nato gợi ý ukraine có thể nhượng bộ lãnh thổ cho nga để đổi lấy tư cách thành viên trong liên minh quân sự do mỹ dẫn dắt tôi nghĩ một giải pháp cho ukraine có thể là từ bỏ một phần lãnh thổ để được kết nạp vào nato ông jensen phát biểu theo quan chức này các cuộc thảo luận về tư cách thành viên của ukraine ở nato trong tương lai đang diễn ra một số phương án đã được xét đến trong đó có phương án nhượng bộ lãnh thổ tuy nhiên quan chức này nhấn mạnh ukraine mới là bên cuối cùng quyết định khi nào đàm phán và với những điều kiện nào ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập nato nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận đặc biệt khi cuộc xung đột với nga vẫn chưa kết thúc không lãnh đạo NATO nào công khai ủng hộ ý tưởng, Ukraine từ bỏ lãnh thổ gồm 4 tỉnh Donetsk, Lugan, Kherson, Japoritsha mà Nga tuyên bố sát nhập hồi cuối năm ngoái sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tương tự, dù hoài nghi về khả năng của Ukraine giành lại bán đảo Crimea, nhưng không quan chức phương Tây nào hối thúc ký ép từ bỏ lãnh thổ này. Tuy nhiên, ý tưởng đó dường như vẫn được thảo luận kín đáo ở hậu trường. Báo New Jersey Tung vào hồi tháng 2 dẫn nguồn thạo tin nói rằng giám đốc CIA William Burns đề nghị một thỏa thuận đổi lãnh thổ lấy hòa bình. Theo đề xuất này, Nga sẽ kiểm soát 20% lãnh thổ của Ukraine. Nga và Mỹ sau đó đều bác bỏ thông tin. Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, kịch liệt phản đối ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ. Đổi lãnh thổ để nhận được ưu bảo vệ của NATO ư? Thật là nực cười, ông nói những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp trên kênh tin tức việt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại